Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với kênh của Hà My Vlog. Và video hôm nay mình sẽ chia sẻ cách làm bánh tiêu. Với cách làm này sẽ cho ra những cái bánh phồng tròn giòn xốp mà không cần ủ bột và cũng không cần men nở. Bây giờ mình mời các bạn cùng xem cách làm. Đây là nguyên liệu để làm bánh tiêu. Mình có 300g bột mì, 1 muỗng canh đường cát, 2 muỗng canh sữa đặc, 1 ít muối, 30g mè trắng, 200ml sữa tươi. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi trộn bột trước nha. Mình sẽ lấy thau và đổ bột mì vào thau. Tiếp theo mình sẽ cho đường vào, muối, sữa đặc, mình sẽ cho vào hết luôn. Bây giờ mình sẽ trộn lại cho đều. Và tiếp theo mình sẽ cho sữa tươi vào. Sữa tươi này là mình đã nấu sôi nha các bạn, mình không bỏ sữa nguội vào nha. Bây giờ mình cứ đổ từ từ vào và mình cứ trộn đến khi nào phần sữa hết là được nha các bạn. Phần sữa mình đã đổ vào hết rồi, bây giờ mình sẽ trộn lại cho đều. Và mình sẽ dùng tay để nhồi bột nha các bạn. Cách làm bánh tiêu này không cần nhồi bột lâu quá nha, chỉ cần nhồi sơ thôi là được đó các bạn. Chúng ta chỉ nhồi cho bột đều lại với nhau thôi. Với cách làm này thì không cần ủ và cũng không cho men nở vào luôn. Rất là tiện lợi mà cũng không mất nhiều thời gian để làm món bánh tiêu này nha. Bột mình đã nhồi xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ một ít bột vào thớt. Và mình sẽ bỏ bột lên thớt để nhồi lại một lần nữa. Bột mình đã nhồi xong rồi, bây giờ mình dùng dao để cắt bột ra. Mình cắt ra thành từng cục nhỏ. Mỗi cục như vậy là một cái bánh đó các bạn. Nếu các bạn thích ăn bánh lớn thì các bạn cắt lớn hơn nha. Còn mình thích ăn bánh vừa không lớn quá thì mình cắt khoảng bề lớn thôi. Bây giờ mình đã cắt xong rồi, mình sẽ lấy một phần và mình sẽ lặn phần bột khô vào bên trong. Chúng ta làm như vậy là để khi chúng ta nhúng vào mè, mè sẽ bám vào bột đó các bạn. Bây giờ mình sẽ nhúng cho các bạn xem nha. Mè dính rất là nhiều luôn này các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ miếng bột lên thớt và dùng cây cán bột để cán. Chúng ta sẽ cán mỏng ra. Nếu các bạn thích ăn bánh mỏng thì cán cho mỏng luôn nha. Còn mình không thích ăn mỏng thì mình cán như vậy thôi. Và tương tự như vậy mình sẽ làm hết phần bột luôn nha. Phần bột mình đã làm xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đi bắt chảo lên và cho dầu vào chảo. Chờ khi nào dầu nóng thì chúng ta sẽ thả bột vào chiên. Bây giờ dầu đã nóng rồi, mình sẽ thả bột vào chiên. Khi chiên bánh thì các bạn để lửa vừa thôi, không để lửa lớn quá nhé. Và chúng ta sẽ dùng đũa để lắc bánh cho bánh phồng lên nha. Chúng ta cứ xoay vòng tròn và cứ nhấn nhấn bánh như vậy nè các bạn. Và mình sẽ trở qua trở lại thường xuyên nha các bạn.
cho bánh nở phồng lên. Chúng ta cứ lắc và chở bánh thường xuyên nha các bạn. Nếu các bạn không lắc và không chở bánh thì bánh sẽ không nở luôn á các bạn. Mình cứ xay xay cái bánh như vậy nè. Bánh đã phồng tròn rồi nè các bạn. Nhìn rất là ngon luôn. Mình cứ chở và xay đến khi nào bánh chín luôn nha. Bánh đã có màu vàng rồi đó các bạn. Như vậy là bánh đã chín rồi. Mình gấp bánh lên nha. Wow, rất là ngon luôn đó. Và tương tự như vậy mình sẽ chiên hết phần bột luôn nha. Mình cũng cứ lắc lắc xay xay như cái bánh ban đầu vậy nha các bạn. Và mình sẽ trở qua trở lại cho bánh nở đều. Bánh bắt đầu phồng lên rồi nè các bạn. Cứ chở và cứ lắc lắc đều tay là bánh sẽ phồng lên. Và bánh đã phồng tròn lên rồi nè các bạn. Nhìn rất là ngon luôn á. Như vậy là bánh đã vàng rồi nè. Mình sẽ gấp bánh lên nha. Và đây là một rổ bánh mình đã chiên xong rồi. Rất là ngon luôn nè các bạn. Mình sẽ lấy một cái bánh mình xé ra cho các bạn xem nha. Bên trong rỗng ruột nè các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn thử coi bánh như thế nào nha. Mình mời các bạn nha. Bánh giòn xốp, độ ngọt vừa phải, rất là ngon luôn. Và như vậy video làm bánh tiêu không cần men nở, không cần ủ bột đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp các bạn ở video lần sau. Bye.